bà con, quý vị và các bạn theo dõi chương trình Vàng trong đất của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay: vừa sản xuất con giống, vừa nuôi ốc nhồi thương phẩm, anh Nguyễn Văn Quý ở thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Một nhà nông cần biết sẽ hướng dẫn bà con quy trình kỹ thuật trồng khoai tây vụ đông. Trước hết, mời bà con quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm, đến nay tỉnh Thanh Hóa đã có 120 sản phẩm OCOP của 87 chủ thể là các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ sản xuất kinh doanh được xếp hạng đạt 172% kế hoạch đề ra. Đáng lưu ý là tất cả các sản phẩm được chứng nhận OCOP đều đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm trở lên. Nhiều sản phẩm áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến như Việt Gáp, hữu cơ, ISO. Các sản phẩm sau khi được công nhận gắn sao của chương trình OCOP đều tăng doanh số bán hàng bình quân 15%. Có những đơn vị doanh số tăng gấp đôi so với trước khi tham gia chương trình. Đặc biệt, thông qua chương trình đã góp phần thay đổi tư duy tập quán sản xuất, thúc đẩy phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện. Trong thời gian qua, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã tích cực chuyển đổi các diện tích làm muối, vùng trũng thấp, sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản. Qua đó đã góp phần tăng hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Từ năm 2020 đến nay, huyện Hậu Lộc đã chuyển đổi được 73 ha đất trũng thấp sản xuất nông nghiệp và diện tích làm muối kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản. Hình thức nuôi chủ yếu là xen canh, nuôi thủy sản kết hợp với cấy lúa, chăn nuôi theo mô hình trang trại gia trại tổng hợp. Đối tượng nuôi được các hộ đầu tư làm tôm thẻ chân trắng thâm canh, các loại cá nước ngọt truyền thống. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, các hộ sau chuyển đổi lợi nhuận đạt từ 100 đến 200 triệu đồng một hectare một năm, hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng lúa và làm muối trước kia. Nửa đầu tháng 9 năm 2021, xuất khẩu thủy sản của cả nước tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề vì gián đoạn sản xuất nên giảm sâu 31% so với cùng kỳ. Việc nới lỏng giãn cách từ giữa tháng 9 đã thúc đẩy sự phục hồi sản xuất. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước 9 tháng năm 2021 đạt trên 628 triệu đô la Mỹ, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 9, xuất khẩu cá tra và các loại cá biển khác tiếp tục giảm mạnh, giảm lần lượt 36% và 65% so với cùng kỳ, trong khi xuất khẩu tôm giảm 21%, cá ngừ giảm 14%, mực bạch tuộc giảm 12%. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản, trong trường hợp COVID-19 vẫn bùng phát mạnh ở các tỉnh sản xuất thủy sản trọng điểm, thì tháng 10 xuất khẩu sẽ tiếp tục giảm ít nhất 25% so với cùng kỳ. Hai tháng cuối năm, dù nỗ lực thích ứng thì khả năng xuất khẩu chỉ tương đương hoặc tăng nhẹ so với cùng kỳ. Với đà này thì xuất khẩu thủy sản năm 2021 khả quan nhất là bằng năm 2020, đạt 8,4 tỷ đô la Mỹ. Thậm chí xuất khẩu sẽ giảm dưới 8,4 tỷ đô la Mỹ nếu tình hình COVID-19 căng hơn và các biện pháp phòng chống COVID siết chặt sản xuất trở lại. Hệ lụy sẽ còn kéo dài tới năm sau nếu chúng ta mất thị phần tại các thị trường nhập khẩu lớn trước các đối thủ như Ấn Độ, Ecuador, Indonesia, Thái Lan, dù họ cũng đã và đang vừa chống dịch vừa sản xuất. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thời gian qua, phần lớn nông dân tỉnh Lâm Đồng rơi vào cảnh khó khăn vì đầu ra sản phẩm không ổn định. Để khắc phục tình trạng này, ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng đang định hướng nông dân đẩy mạnh sản xuất rau củ quả theo hướng hợp lý trong điều kiện bình thường mới. Hiện nay, ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các địa phương ra soát lại và xây dựng một kế hoạch sản xuất ngắn hạn, định hướng là vẫn duy trì việc gieo trồng đảm bảo diện tích theo kế hoạch đề ra. Bình quân mỗi ngày cung ứng ra thị trường khoảng 6.860 tấn sản phẩm rau, củ, quả, ổn định sản xuất cho nông dân và không bị thiệt hại. Đồng thời có định hướng là giảm diện tích rau ăn lá và chuyển một phần diện tích trồng hoa cắt cành ngắn ngày sang trồng rau để phục vụ nhu cầu của thị trường, không để bị đứt gãy. Cùng với định hướng sản xuất, ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng cũng tăng cường cập nhật thông tin, dự báo tình hình phát triển sản xuất, giá cả thị trường để giúp nông dân chủ động hơn trong sản xuất. Đặc biệt khuyến cáo và tạo điều kiện hỗ trợ nông dân thực hiện các liên kết sản xuất với doanh nghiệp, hợp tác xã để ổn định đầu ra. Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, vừa sản xuất con giống, vừa nuôi ốc nhồi thương phẩm, gia đình anh Nguyễn Văn Quý, khu phố 4 thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành đã có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Từ mô hình nuôi ốc nhồi hiệu quả của gia đình, đến nay trên địa bàn thị trấn đã có hàng chục hộ học tập làm theo. Tôi cũng rất là tình cờ, thì có một hôm thì đi ăn, thì mình mới thấy là trong một cái
cái nồi om thì giá 150.000. Thì tôi nghĩ là tại sao mà ốc ngày xưa của mình nó nhiều như thế mà bây giờ mình lại không phát triển, mình khôi phục lại. Thì bằng cái từ cái ý định đó thì tôi quay về, tôi tìm tòi, tôi học hỏi, rồi tôi khôi phục lại cái nguồn con ốc nhồi. Từ ý tưởng trên, năm 2015, sau khi học hỏi các mô hình nuôi ốc nhồi tại các địa phương trong tỉnh, anh Nguyễn Văn Quý đã quyết định vay vốn đầu tư đào ao với diện tích 0,5 hectare để nuôi ốc nhồi sinh sản. Ban đầu anh mua 1 vạn ốc giống về nuôi. Lúc đầu do chưa có kinh nghiệm thực tế, lại nuôi cả trong mùa đông nên ốc bị chết nhiều do giá rét. Thất bại ban đầu không làm anh nản chí. Với quyết tâm nuôi ốc nhồi nên anh vừa đầu tư, vừa học hỏi kiến thức trên sách báo, internet, vừa đúc rút kinh nghiệm. Sau hơn 1 năm, anh đã thành công với mô hình nuôi ốc nhồi sinh sản, nuôi ốc thương phẩm. Riêng năm 2020, anh bán ra thị trường 400 vạn ốc giống và 3,6 tấn ốc thương phẩm, thu lãi gần 1,5 tỷ đồng. Thì bây giờ rất chi là khan hiếm, không nhiều. Mà xưa nay thì gần như là cái hàng như cái hàng ốc nhồi bọn em nuôi đây là gần như là không đủ để cung cấp cho thị trường. Mà như ngoài Bắc ta này chủ yếu là chỉ là hàng trong miền Nam và hàng Campuchia thôi. Thế thực tế là cái hàng mà tiêu thụ ở các thành phố lớn như Hà Nội hay là các thành phố thì cũng như cái ốc nuôi ngoài Bắc ta chỉ mới khoảng chiếm được khoảng 5% trong cái tổng cái số cái lượng mà cái nguồn tiêu thụ. Theo anh Quý, ốc không ưa lạnh nên thời vụ nuôi ốc nhồi là từ tháng 3 đến tháng 10 hàng năm. Ốc thường ăn các loại thức ăn có trong tự nhiên như cỏ, bèo, lá sắn nên nuôi ốc chi phí rất thấp. Thông thường ốc giống khoảng 10 ngày xuất bán với giá 3,5 triệu đồng một vạn và ốc thương phẩm nuôi 3 tháng là có thể xuất bán với giá trung bình từ 90 đến 100 nghìn đồng một kg, đầu ra lại ổn định. Cái hiệu quả của mô hình nuôi ốc này thì đang là để nhân rộng ra cái cho các cái hộ mà có ý định xây dựng cái mô hình để phát triển kinh tế. Hội nông dân thị trấn cũng phối hợp và liên hệ với trung tâm khuyến nông rồi là trung tâm dịch vụ nông nghiệp của huyện để tổ chức tập huấn cho các hộ mà chăn nuôi ốc. Nắm bắt được nhu cầu thị trường và với quyết tâm dám nghĩ dám làm, trong thời gian tới, anh Nguyễn Văn Quý đang có hướng đầu tư mở rộng địa bàn nuôi ốc nhồi ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình với quy mô từ 2 đến 3 hectare. Thưa bà con nông dân và các bạn, khoai tây đông thường được bố trí trên chân đất hai vụ lúa, lúa đông xuân, lúa mùa, khoai tây đông. Để cây khoai tây sinh trưởng tốt, năng suất cao, mục nhà nông cần biết sẽ hướng dẫn kỹ thuật trồng cây khoai tây vụ đông. Chọn và làm đất. Chọn đất. Khoai tây có thể trồng được trên các loại đất, đất cắt pha, đất thịt nhẹ, đất phù sa. Khoai tây đông thường được bố trí trên chân đất hai vụ lúa, lúa đông xuân, lúa mùa, khoai tây đông. Làm đất lên luống. Đất được cày bừa kỹ, nhỏ tơi và kết hợp thu gom gốc rạ, cỏ rác nhằm hạn chế sâu bệnh chuyển lại. Lên luống có 2 phương thức. Luống đơn trồng 1 hàng, lên luống rộng từ 60 đến 70 cm. Luống đôi trồng 2 hàng, lên luống rộng từ 120 đến 140 cm. Rãnh luống rộng từ 30 đến 40 cm, sâu từ 15 đến 20 cm. Chuẩn bị phân bón và vật tư. Rơm rạ mục trên 1 hecta ruộng lúa, rơm rạ sau khi thu hoạch trộn với vôi bột với lượng từ 300 đến 400 kg một hecta, từ 10 đến 15 kg một sào bắc bộ. Sau đó, chất thành đống để ẩm cho rơm rạ nhanh mục. Bón lót toàn bộ phân chuồng hoai mục cộng với 100% lân su be, cộng 100% vôi, cộng 70% ure, cộng 70% kali clorua. Bón thúc toàn bộ lượng ure và kali còn lại khi phun sới lần 2. Mật độ, lượng giống và cách trồng. Mật độ tùy theo kích cỡ củ giống để xác định mật độ trồng. Với 1 mét vuông trồng, loại củ nhỏ khoảng 10 củ cách nhau từ 17 đến 20 cm. Loại củ trung bình trồng từ 6 đến 7 củ cách nhau từ 25 đến 30 cm. Cách trồng, khi đặt củ, tránh để củ tiếp xúc với phân bón, nhất là phân hóa học sẽ làm củ giống dễ bị chết. Bản tin vàng trong đất của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại bà con và các bạn vào chương trình ngày mai. Bà con, quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn hoặc trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.